Hôm nay là thứ tư ngày 13 tháng 9, bắt đầu học tập vận tập sáu tiếng ngữ đầu tiên tiếng Trung. Bên trên các trang是由每日中文课官网赞助播出，这个词叫做借鉴，大家看到了，借鉴这个词，第一个字是借，你肯定认识借，我向你借5块钱。你借给我一支笔，借来用一用。我们再来看“借”这个字，“借”其实印就什么意思呢？大家可以理解成把别人和自己自我对比，通过看别人了解自己有哪方面不足，学习他人的长处，其实这就是借鉴。所以“借鉴”这个字强调两个动作。第一是对比，把自己和别人做对比，看一看别人哪方面做得比自己好。第二，借过来用一用。我来给大家一个情景，比如在某家公司，一个团队刚刚接到了一个新的项目，可是这个团队的人都缺乏经验，没有这个项目相关的经验。这时候怎么办呢？当然要向别人学习。向什么人学习？向其他部门或者向有成功经验的人学习。这时候大家可能会说，我们可以借鉴一下其他公司的成功案例，就是看别人怎么做的，他们已经成功的例子，我们来借鉴一下，我们去学习一下别人的成功案例。借过来用一用，借鉴别人的成功案例。当然，你的工作内容不同，借鉴的东西也不一样的。比如，如果你是一位设计师，很可能你要借鉴一下别人的设计；如果你是一位管理者，很可能你要借鉴一下别人的管理方式。再比如你，如果你是技术人员，很可能你要借鉴一下其他国家、其他公司的先进技术。借鉴就是指把好的部分拿来用一用，就是借鉴。所以，如果你不是把某一部分拿来用，而是完全照搬的放在自己的计划中，放在自己的设计中，这时候，别人很可能会说，你这根本不是借鉴，你是在抄袭的意思，就是完全不做任何的创作，借鉴拿来用，照抄别人的内容，照抄别人的设计，把别人的劳动成果当做自己的劳动成果，就是抄袭。对，点标点标，这里把抖音。因为人类爱慕男子，爱对某处，应当停开腿。因为人类爱慕男子，爱对某处，应对某处，爱对某处。Anh đợi em một chút. Em đang tìm cái túi. Một lần rồi. Anh đợi em một chút. Em đang tìm cái túi. Quán nữa đi. Sao này ăn ít thế? Mà một quả cá mù còn cho xin. Tại vừa nãy cô mới ăn một quả cam với một quả chuối rồi à? Cô ăn nữa đi. Sao này ăn ít thế? Tại vừa nãy
Cô mời ăn một quả cam với một quả chuối rồi ạ. Cô ăn nó đi, sau này anh ít thế. Tại vừa nãy cô mua ăn một quả cam với một quả chuối rồi ạ. Cô học cũng phải đi, sắp đi rồi đấy. Vâng ạ, con đi học ngay đây ạ. Con học bài thi sắp thi rồi đấy. Vâng ạ, con đi học ngay đây ạ. Con học bài thi sắp thi rồi đấy. Vâng ạ, con đi học ngay đây. Ngay đây ạ, con đi học ngay đây ạ. Con đi học ngay đây ạ. Mẹ, mẹ, con chồng bé đi. Bố ơi, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ con nó ở trong bếp đi. Vợ ơi, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ đâu rồi ạ? Mẹ con ở trong bếp đi. Mẹ con ở trong bếp đi. Trong bếp đi. Mẹ con ở trong bếp đi. Mẹ ơi, vợ ơi, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ con ở trong bếp đi. Trong bếp đi. Ngày mai cuối tuần nhà mình có đi chơi đâu không mẹ? Mẹ dặn con đi trong chơi công viên nhé. Bạn ạ, bạn ạ. Ngày mai cuối tuần nhà mình nhà mẹ dặn mẹ dặn con đi chơi công viên nhé. Mẹ dặn con đi chơi công viên nhé. Mẹ dặn con đi chụp chơi công viên nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Ngày mai cuối tuần nhà mình có đi chơi đâu không mẹ? Nhà mình có đi chơi đâu không mẹ? Không mẹ. Nhà mình có đi chơi đâu không mẹ? Ngày mai cuối tuần nhà mình có đi chơi đâu không mẹ? Nhà mình có đi chơi không mẹ? Mẹ dặn con đi chơi công viên nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Ngày mai cuối tuần nhà mình có đi chơi đâu không mẹ? Mẹ dặn con đi chơi công viên nhé. Vâng ạ. Tốt rồi. Mẹ dặn con đi chơi công viên nhé. Sau này cô muốn làm nghề gì? Cô muốn làm bác sĩ bùa. Sau này cô muốn làm nghề gì? Cô muốn làm bác sĩ bùa. Sau này cô muốn làm gì? 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 Cô muốn làm bác sĩ bò. Bác sĩ bò. Cô muốn làm 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 bác sĩ bỏ bỏ. Sau này cô muốn làm cái gì? Cô muốn làm bác sĩ bỏ à? Anh ơi, phôi quán nào giúp giúp em bói? Em thử phôi đi, anh đang bận. Anh ơi, phôi quán nào giúp em bói? Em thử phôi đi, anh đang bận. Anh ơi, phôi quán nào giúp em với? 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 Anh ơi, phôi quán nào giúp em với?
Em từ vội đi, anh đâm vợ. Em từ vội đi, anh đâm vợ. Vợ ơi, anh đi làm đây. Vợ ơi, anh đi làm đây. Hôm nay cuối tuần mà anh cũng đi làm à? Có học tổ số. À thế à, anh đi cẩn thận nhé. Vợ ơi, anh đi làm đây, anh đi làm đây. Hôm nay cuối tuần mà anh cũng đi làm à? Có học tổ số. Có tổ số. Có tổ số. Anh phải đến công ty. Anh phải công ty ngay. Anh phải đến công ty ngay ngay. Anh phải đến công ty ngay. Anh phải công ty ngay. Thế à, anh đi cẩn thận nhé. Hôm nay cuối tuần mà anh cũng cũng đi làm à? Có qua hộp tàu sốt. Anh phải đến công ty ngay. Cần công ty ngay. Thế à, anh đi cẩn thận nhé. で、一回戻して通しでいこうか。Anh đợi em một chút. Em đang tìm cái tội, cái túi. Em ơi, nhanh lên. Anh muốn làm rồi. Anh đợi em một chút. Em đang tìm cái túi. Quán nữa đi. Sau này ăn ít thế. Tại vừa nãy còn mới ăn một quả cam với một quả chuối rồi à? Cô ăn nữa đi. Sau này ăn ít thế. Tại vừa nãy con mời ăn một quả cam với một quả chuối rồi à? Con học bài đi. Sắp đi rồi đấy. Vâng à. Con đi học ngay nè. Cái đây à? Con học bài đi. Sắp đi rồi đấy. Vâng à. Con đi học ngay đây à? Cái đây à? Con đi học cái đây à? Bố ơi, mẹ đâu rồi à? Bố ơi, mẹ đâu rồi à? Mẹ con ở trong bếp đi. Mẹ con ở... Bố ơi, mẹ đâu rồi à? Mẹ con ở trong bếp đi. Trong bếp đi. Trong bếp đi. Ngày mai cuối tuần nhà mình có đi chơi đâu không mẹ? Mẹ dặn con đi chơi công viên nhé. Vâng à. Ngày mai cuối tuần nhà mình có đi chơi đâu không mẹ? Mẹ dẫn con đi chơi công viên nhé. Vâng à. Sau này con muốn làm gì gì? Sau này con muốn làm bác sĩ vợ. Sau này con muốn làm gì gì? Con muốn làm bác sĩ bò. Bác sĩ bò. Anh ơi, phôi quả nào giúp em bói? Em từ phôi. Anh đâm vợ. Anh ơi, phôi quả nào giúp em bói? Em từ phôi đi. Anh đâm vợ. Bố ơi, anh đi làm đây. Hôm nay cuối tuần mà anh cũng đi làm à? Có cuộc họp đột xuất. Anh phải đến công ty ngay. Thế à? Anh đi cẩn thận nhé. Vợ ơi, anh đi làm đây. Hôm nay cuối tuần mà anh cũng đi làm à? Có cuộc họp đột xuất. Anh phải đến công ty ngay. Thế à? Anh đi cẩn thận nhé. Đó, xin lỗi. じゃあ、14分。昨日は、まだなんかマイサカーで、今日こそは、あれ、浜名湖越えたか。あ、今日こそは、まだね、マイサカ塾の手前だから、マイサカ越えて、浜名湖越えて、中洲の、メンタナ弁天島のあたりかな。はい。